cử tri thì có cái mong muốn là sửa đổi luật kinh doanh bất động sản lần này ấy, làm sao để xóa bỏ được cái tư duy không buôn gì lãi bằng buôn đất, và phải xóa bỏ được cái làm sao để cho người nghèo không nghèo hơn vì bất động sản, làm sao để cho thế hệ sau của chúng ta không vô vọng với lại cái ước mơ có được căn nhà của mình. Tức là chúng ta phải điều tiết cái thị trường này như thế nào cùng với các cái luật khác. Thì rõ ràng ở đây là một cái điều mà chúng tôi thấy rằng là cái điều 8 cần phải tiếp tục được triển khai. Và ý đảng là như vậy, lòng dân là như vậy, thực tiễn là như vậy. Cho nên là tôi thấy rằng là đề nghị cơ quan soạn thảo đầu tư nhiều hơn vào cái điều 8 này, cần phải xây dựng nó dày dặn hơn, đầy đủ hơn, để thể chế hóa đầy đủ hơn các cái chủ trương của đảng cũng như là cái thực tiễn mà chúng ta đang yêu cầu. Thế và để đảm bảo được cái luật hóa cụ thể các cái chính sách của nhà nước đối với thị trường này ấy, thì tôi thấy rằng là phải đảm bảo 4 yếu tố. Thứ nhất là cái tính ổn định của chính sách. Thị trường bất động sản thì có cái chu kỳ rất dài, dự án cũng rất dài, cho nên tính ổn định chính sách rất quan trọng. Thứ hai là tạo được cái sự thuận lợi, thông thoáng và tạo được cái động lực sau khi sửa luật thì các nhà đầu tư có thể đầu tư mạnh mẽ vào cái thị trường bất động sản này. Thì đây là cái điều rất quan trọng trong cái chính sách điều tiết của nhà nước. Thứ ba là chúng ta phải điều tiết lại cái cơ cấu cái phân khúc nhà ở. Hiện nay thì đang bị mất cân đối bởi cái phân khúc nhà ở cao cấp đang được đầu tư quá nhiều. Cùng Mão Đông thì cũng đang nằm ở đây. Trong khi đó cái nhu cầu rất lớn về nhà ở công nhân thì chúng ta lại không định hướng, không điều tiết để cho cái dòng vốn và các nhà đầu tư vào đây. Và thứ tư là chúng ta phải quản lý chặt chẽ cái thị trường bất động sản, ứng phó kịp thời, chủ động với lại cái tình trạng nóng lạnh của cái thị trường bất động sản. Thì tôi đề nghị cái điều 8 này cần phải có những cái đầu tư nó dày dặn hơn. Tham gia vào các cái mục cụ thể thì điều 8 thì có 4-5 mục, thì có 4 mục là nói đến chuyện khuyến khích và đầu tư. Nhưng mà tôi thấy rằng cái sự khuyến khích ở đây nó rất chung chung, mang tính chất khẩu hiệu, chưa có những cái chính sách hết sức cụ thể. Đối với một cái thị trường lớn như thế thì cái khuyến khích dù nhỏ thôi nó cũng tác động rất lớn. Thế thì chúng ta phải cụ thể hóa, luật hóa trong này.